làm thế nào để những người mẹ làm công nhân hay là nông dân có thể sắp xếp để tự dạy tiếng Anh cho con tại nhà? Thật ra thì trong cái quá trình mà Thảo và Iflita đồng hành với rất là nhiều phụ huynh ở Việt Nam á, thì có rất là nhiều người là đang làm công việc công nhân ca kíp hoặc là những cái người mà ở sống ở vùng nông thôn á. thì một trong những cái cản trở lớn nhất của những cái người làm cái công việc này đó là họ thứ nhất là tài chính không nhiều đúng không ạ? Thứ hai là thiếu thời gian. Uh, hoặc là thời gian không cố định và thứ ba nữa là những người mẹ này là không có tự tin để dạy và đồng hành cùng con nhưng mà thực ra trong một cái quá trình rất là lâu từ năm 2019 đến bây giờ mà đồng hành với phụ huynh á, thì có rất là nhiều người đã làm công nhân làm nông dân nhưng mà họ có thể tự đồng hành cùng với con ở nhà rất là giỏi thì cái thứ nhất á, là về vấn đề mà thiếu tài chính đúng không thì cái tài chính chúng ta có thể đáp ứng được bằng cách là nếu như mà chúng ta đưa con đến nhà trường hay là đưa con đến trung tâm gửi cho thầy cô chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền ví dụ nhà mình có ba đứa con mà đứa nào cũng đi học kiểu như vậy thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều và càng làm mình càng làm được bao nhiêu thật ra cái tiền mà mình kiếm ra nó không bao nhiêu cả nhưng mà cái tiền đầu tư cho con thì nó sẽ rất là nhiều nên nó sẽ dẫn tới là càng đầu tư mà chúng ta lại càng, càng cảm thấy cạn kiệt nhưng mà cái quan trọng nhất đó là mình đầu tư rồi liệu mình có nhận được cái kết quả như mình mong muốn hay không thì đó lại là một cái câu chuyện khác nên là nếu như mà ba mẹ mà biết cách để bắt đầu học và đồng hành cùng với con ở nhà Thì một mình mình thôi, một mình ba mẹ thôi là có thể đồng hành được cùng với hai ba bạn nhỏ Và cái điều đó nó sẽ dẫn tới là nó sẽ giúp cho các bạn nhỏ học rất là tốt mà, mà bố mẹ lại có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là về mặt thời gian Thì đại đa số mọi người cứ nói là không có thời gian Hoặc là không sắp xếp được thời gian hay là ca kiếp bận rộn đó. Thực ra nó có một cái cách rất là đơn giản Là mình tận dụng những cái 3 phút, 5 phút rảnh của mình á. Ví dụ như mình giải lao giữa ca Hoặc là mình sau khi ăn trưa xong hoặc là khi ăn tối xong mình cầm mình có thói quen mình cầm sách hoặc là cầm bút lên hoặc là mình dán những cái từ tiếng Anh lên trên tường trên mình có những cái flashcards chẳng hạn thì khi đó mình sẽ học và tranh thủ 2-3 phút đó mình học và mình nói với con bởi vì đơn giản lắm tiếng Anh hay là tiếng Việt hay là bất cứ một thứ tiếng nào khác thì nó cũng là cái công cụ để giao tiếp nên mỗi khi mà mình có cơ hội để mình nói với con thì mình sẽ tận dụng một phút thôi mình cũng đã có thể nói được với con rồi và mình tận dụng những cái ba bốn phút nhỏ của mình á khi nào mà mình có thời gian rảnh mà không có con bên cạnh thì mình tranh thủ mình học rồi đến khi có con thì mình nói cùng con thì đó là cái cách để giúp cho các bạn có thể ở uh, tận dụng mọi khoảng thời gian và đồng hành cùng với con ở nhà cái thứ ba nữa là rất là nhiều người nói rằng là không có tự tin bởi vì mình cũng không biết tiếng anh này rồi là mình cũng không dám chắc mình không biết cái cách thức như thế nào để đồng hành cùng với con ở nhà thì thật ra là rất là đơn giản nếu như mà các bạn được hướng dẫn cái lộ trình ví dụ như hôm nay học gì ngày mai học gì ngày kia học gì thì thảo tin là chắc chắn các bạn sẽ làm được vậy nên iflita đã tổ chức ra rất là nhiều cái chương trình và cái đặc trưng của iflita là tập trung hoàn toàn vào gia đình có nghĩa là không phải là tiếng anh dạy cho từng bé từng bé từng bé mà sẽ dạy cho ba mẹ đồng hành cùng với ba mẹ để hướng dẫn các con giúp cho các con học giỏi tại nhà nên là bất kể là công nhân hay là nông dân hay là bất cứ một cái ngành nghề nào cho dù bạn có nhiều tiền hay không có nhiều tiền cho dù bạn có nhiều thời gian hay không có nhiều thời gian chỉ cần bạn có quyết tâm thì Thảo và Iplita sẽ đồng hành cùng với các ba mẹ để giúp cho các ba mẹ đồng hành với con học tiếng Anh thành công và không những là học tiếng Anh thành công mà có cái khả năng tự học để vươn ra thế giới. Hãy inbox cho Thảo để Thảo có thể hướng dẫn cho bạn.